Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu được phân tầng điều trị thứ 3 cho bệnh nhân COVID-19. Sau gần một tháng với số bệnh nhân COVID-19 nặng thuyên giảm, thì 2 tuần trở lại đây, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu liên tục tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng. Trung bình mỗi tuần tiếp nhận từ 2 đến 3 bệnh nhân từ cơ sở điều trị COVID-19 tầng 2 chuyển lên. Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu hiện đang điều trị 7 bệnh nhân COVID-19 nặng. Đáng lưu ý là 5 trên 7 bệnh nhân nặng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và đa số các bệnh nhân này đều có bệnh lý nền là tim mạch, đái tháo đường. Sau thời gian điều trị tích cực, có 6 bệnh nhân sức khỏe có chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Một bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Hiện, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực điều trị để cứu bệnh nhân.